Rồi về người dân ấy thì cũng phải làm sao ta phải tạo điều kiện cái thu nhập cho người dân và để có cái điều kiện. Thế rồi cũng phải có cái tuyên truyền rồi vận động để thay đổi cái tư duy mà lâu nay chúng ta vẫn thiên về tư duy sở hữu nhà sang cái tư duy là có nhà để ở. Trong giai đoạn 2004-2009, tổng số người di cư ở nước ta là 9,09 triệu người, khiến sức ép tăng dân số cơ học đối với đô thị ngày càng căng thẳng, dẫn tới quá tải cho hạ tầng và an sinh xã hội. Xây nhà cho thuê là một xu hướng tất yếu hình thành trong quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, chưa có cơ chế chính sách hướng các doanh nghiệp và người dân vào lĩnh vực nhà cho thuê. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ nghị định phát triển nhà cho thuê và ban hành các tiêu chuẩn đối với nhà cho thuê. Đây là những tín hiệu đáng mừng, tạo thêm nhiều cơ hội sở hữu nhà cho người có thu nhập thấp. Sau hai lần bị trì hoãn, chiều tối ngày 20 tháng 4, Ủy ban bầu cử Haiti đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại nước này. Theo đó, nam ca sĩ nổi tiếng Michel Martelly đã giành chiến thắng và chính thức trở thành tổng thống của quốc gia nghèo nhất Mỹ Latin này. Theo Ủy ban bầu cử Haiti, trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 20 tháng 3, ông Martelly đã đạt được số phiếu áp đảo so với cựu đệ nhất phu nhân Mirlander Maniga. Trong vòng 1 của cuộc bầu cử được tổ chức hồi tháng 1 năm 2011, ông Martelly chỉ giành được số phiếu nhiều thứ hai. Ông Michel Joseph Martelly thuộc Đảng Sự Đáp Trả của Nông Dân đã giành được 716.786 phiếu, chiếm 67,57%. Ông Martelly, 50 tuổi, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tái thiết quốc gia vùng Caribe này. Ông cam kết sẽ giải quyết những bất cập về thể chế ở Haiti và tập trung phát triển kinh tế đất nước. Ông Martelly cũng nhấn mạnh sẵn sàng khôi phục quân đội, vốn bị giải tán từ năm 1995 sau những cuộc đảo chính liên miên và lạm dụng quyền lực. Dự kiến, ông Martelly sẽ nhậm chức vào ngày 14 tháng 5 tới. Trong một diễn biến liên quan, chiều ngày 20 tháng 4, căng thẳng đã gia tăng tại Haiti trước khi Ủy ban bầu cử nước này công bố kết quả cuối cùng. Bạo động đã xảy ra trên khắp nước này, từ Gonaïve ở phía Tây đến Grand-Gouave ở Tây Nam và Sodeo ở phía Đông. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về con số thương vong. Ngày 20 tháng 4, trong bài phát biểu thường niên trước Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Thủ tướng Vladimir Putin khẳng định nước này có kế hoạch đến năm 2013 sẽ tăng gấp đôi mức sản xuất các tổ hợp tên lửa tấn công hiện đại. Ông Putin cam kết quân đội Nga sẽ nhận được tên lửa mới gồm các hệ thống tên lửa chiến lược và chiến thuật, chẳng hạn như Yar, Bulava và Iskander-M. Bên cạnh đó, Thủ tướng Putin cũng khẳng định một trong những hướng ưu tiên chính của nền quốc phòng Nga là đổi mới hệ thống phòng không và hệ thống chống tên lửa. Ông cho biết binh chủng tên lửa của Nga đã được trang bị các hệ thống tên lửa S-400 và trong tương lai, Nga sẽ sản xuất hệ thống S-500 để tiếp tục trang bị cho lực lượng này, dự kiến vào năm 2015. Hệ thống S-500 cho phép thực hiện các nhiệm vụ phòng không và chống tên lửa, cũng như có thể tiêu diệt cả những mục tiêu trong quỹ đạo gần trái đất. Đề cập vấn đề chế tạo vũ khí, Thủ tướng cho biết từ nay đến hết tháng 5, gần 450 tỷ rúp, tương đương với 16 tỷ đô la Mỹ, sẽ được chuyển cho các xí nghiệp quốc phòng đang thực hiện các đơn đặt hàng của nhà nước trong năm 2011. Tuy nhiên, Thủ tướng Putin cho rằng Nga cần hiện đại hóa công tác xây dựng các đơn đặt hàng nhà nước về sản xuất vũ khí trên cơ sở bảo đảm tính năng hiện đại và khả năng cạnh tranh của vũ khí, cũng như không để ngân sách quốc phòng bị thất thoát ra nước ngoài. Trong báo cáo của mình, Thủ tướng Putin cũng đề cập tới các chính sách về nhà ở và lương hưu cho các quân nhân Nga. Tình hình bạo loạn ở Uganda đang ngày một căng thẳng khi sáng ngày 21 tháng 4, lực lượng an ninh Uganda đã bất ngờ bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập, ông Kizza Besigye, sau đó phải dùng hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình ủng hộ ông này trên đường phố. Các nhân chứng cho biết, người ta đã nhìn thấy 4 cảnh sát mặc thường phục áp tải ông Besigye vào xe cảnh sát. Hành động trên đã gây nên tình cảnh hỗn độn khi hàng trăm người ủng hộ ông đổ ra đường tuần hành. Cảnh sát, quân đội đã được triển khai tại các đường phố, bị tắc nghẽn do dòng người biểu tình và sau đó đã buộc phải dùng đạn hơi cay để giải tán những người này. Hồi đầu tuần, ông Besigye, người được xem là đối thủ số 1 của Tổng thống nước này, Yoweri Museveni, đã bị buộc tội kích động bạo lực sau khi cầm đầu hàng nghìn người biểu tình phản đối giá cả hàng hóa và nhiên liệu tăng tại thủ đô Kampala. Trước đó hồi tháng 2, Tổng thống Museveni đã đánh bại ông Besigye trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, đồng thời cảnh báo rằng ông sẽ không cho phép xảy ra bất cứ cuộc biểu tình nào ở Uganda.
Hãng thông tấn chính thức của Libya đưa tin 7 dân thường đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong một cuộc không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tối ngày 20 tháng 4 vào Khelat Al-Fejan, vùng ngoại ô phía tây nam thủ đô Tripoli. Theo hãng tin JANA, sáng ngày 20 tháng 4, máy bay của NATO đã tiến hành không kích vào Bir Al-Ghanam, cách thủ đô Tripoli 50 km về phía tây nam, làm 4 dân thường thiệt mạng. Cùng ngày tại Misrata, một phóng viên ảnh của hãng ZT Mỹ đã thiệt mạng và 3 nhà báo khác bị thương vì đạn pháo. Như vậy đã có 6 nhà báo thương vong kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Libya hôm 15 tháng 2. Trong một diễn biến khác, theo phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã có kế hoạch cung cấp cho lực lượng chống chính phủ ở Libya 25 triệu đô la Mỹ. Đây là khoản viện trợ trực tiếp đầu tiên của Mỹ dành cho lực lượng này, với lý do giúp đỡ dân thường ở những khu vực do lực lượng chống chính phủ nắm giữ, bị đe dọa bởi lực lượng của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Trong khi đó, tại một cuộc họp chung ở Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày 20 tháng 4, Liên minh châu Âu-EU và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đã khẳng định lại sự ủng hộ đối với Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp TNC, tự xưng của lực lượng chống chính phủ Libya, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại nước này. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton nhấn mạnh, điều cần làm hiện nay là nhanh chóng chuyển giao quyền lực ở Libya. Cùng ngày, ông Saif al-Islam, con trai lớn của nhà lãnh đạo Gaddafi, phát biểu trên truyền hình nhà nước Al Arabiya, đã cáo buộc các thành viên TNC đang tìm cách giành quyền lực và tài sản từ dầu mỏ của đất nước. Tuy nhiên, ông Islam cũng cho biết chính quyền Libya đang soạn thảo một dự thảo hiến pháp mới để thay thế hiến pháp hiện hành. Giá dầu tăng cao đã làm nhu cầu dầu mỏ của hai quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ. OPEC cũng cần phải nâng sản lượng vào khoảng tháng 6 tới đây để ngăn ngừa giá dầu tiếp tục còn tăng cao hơn nữa. Những tuyên bố trên được Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA ông Nobu Tanaka đưa ra vào ngày hôm qua 20 tháng 4. Ông Tanaka cảnh báo rằng giá dầu tăng sẽ đe dọa sự phát triển kinh tế toàn cầu, gián tiếp làm giảm nhu cầu dầu mỏ của nhiều quốc gia. Mức giá dầu thô xấp xỉ ở ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng kéo dài từ nay cho đến hết năm 2011 sẽ dẫn tới sự sụt giảm nhu cầu tương tự như ở giai đoạn xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Nếu giá dầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức trên 100 đô la Mỹ một thùng hiện nay thì hậu quả kinh tế sẽ vô cùng nặng nề. Do lo ngại những bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi, giá dầu Brent đã chạm mức 127 đô la Mỹ một thùng hồi đầu tháng 4, trong khi giá dầu thô ở Mỹ cũng đạt mức hơn 113 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2008. Theo Giám đốc IEA, nguồn cung dầu mỏ hiện nay vẫn đang ổn định. Tuy nhiên, nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cần tăng sản lượng dầu mỏ vào tháng 6 hoặc tháng 7, thời điểm các nhà máy lọc dầu châu Âu quay trở lại sản xuất sau thời gian bảo dưỡng định kỳ và Nhật Bản bắt tay vào công cuộc tái thiết đất nước sau thảm họa kép động đất và sóng thần. Các nhà đầu tư và nhà đầu cơ cũng cần phải lên tiếng để kinh tế thế giới tránh rơi vào cuộc khủng hoảng như hồi năm 2008, khi giá dầu thô vượt ngưỡng 147 đô la Mỹ một thùng. Các biện pháp nhằm thắt chặt tiền tệ để làm giảm tăng trưởng kinh tế quá nóng và lạm phát cao ở Trung Quốc đã bắt đầu có hiệu quả, trong đó có một phần tác động của giá dầu tăng. Theo khảo sát của hãng tin Reuters, tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc trong năm nay ước tính sẽ giảm mạnh chỉ còn từ 5 đến 7% so với mức 12% trong năm 2010. Tuy nhiên, nhu cầu dầu mỏ của quốc gia đông dân nhất thế giới này ước đạt 450.000 đến 550.000 thùng một ngày và chiếm khoảng 1/3 nhu cầu của thế giới trong năm nay. Truyền thông Singapore ngày 21 tháng 4 đưa tin, vệ tinh đầu tiên do nước này chế tạo đã được phóng thành công lên quỹ đạo từ trung tâm không gian Satish Dhawan ở Ấn Độ sau 4 năm trì hoãn. Vệ tinh ISAT nặng 105 kg được đưa lên quỹ đạo bằng tàu phóng vệ tinh ISRO Polar PSLV-C16 vào ngày 20 tháng 4. Hiện tại, ISAT đã nằm trong quỹ đạo và đang thiết lập thông tin liên lạc với Bộ phận Kiểm soát Mặt đất ở Đại học Công nghệ Nanyang. Vệ tinh này có nhiệm vụ chụp hình để đo độ ăn mòn đất và thay đổi môi trường trên trái đất. ISAT do Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore và một cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng nước này phối hợp thiết kế và chế tạo trong hơn 9 năm. Với việc phóng thành công vệ tinh ISAT, Singapore đã trở thành một trong những nước đầu tiên ở Đông Nam Á có vệ tinh sản xuất trong nước trên không gian. Trước đây, những vệ tinh được Singapore phóng lên đều được chế tạo nhờ sự hỗ trợ của các công ty nước ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những thông tin cập nhật vào đầu giờ tới của truyền hình Thông tấn.